Để có thể lựa chọn dòng máy băm răm gỗ phù hợp với quy mô kinh doanh chế biến tại các nhà xưởng, các chủ sở kinh doanh còn quan ngại về vấn đề chất lượng và giá cả. Vậy thì trong video ngày hôm nay, công ty Bình Quân sẽ giới thiệu và đánh giá cho quý vị một dòng máy băm gỗ mảnh mới nhất năm 2022 với tính năng chuyên dụng băm các cành gỗ tươi, khô, các mẩu gỗ vụn, gỗ thừa thành dạng răm gỗ, gỗ chip. Đó là dòng sản phẩm máy băm gỗ mảnh 2T và dòng sản phẩm máy băm gỗ mảnh 5T là hai dòng sản phẩm với khả năng băm nghiền mới nhất thị trường, cho năng suất làm việc đạt từ 1 đến 2,5 tấn trên giờ. Nhìn chung về cấu tạo và thiết kế hai dòng máy hoàn toàn giống nhau, nhưng sự chênh lệch về kích thước cũng như năng suất lớn hơn của máy băm gỗ mảnh 5T sẽ mang tới khả năng làm việc ấn tượng với nhiều nhà đầu tư kinh doanh mới. Vậy, yếu tố mang lại sự ấn tượng đó chính là nằm ở bộ phận buồng băm. Như quý vị hãy cùng quan sát khoang băm của phía bên trong máy, cấu tạo gồm một đĩa đà dày dặn, nối qua một trục quay. Trên đĩa đà sẽ được gắn cố định 4 dao băm gỗ dày những 10 ly và hệ thống dao băm này sẽ được tôi rèn sắc bén từ hợp kim tốt nhất hiện nay 9XC. Và như ở đây, chúng tôi đã chuẩn bị một vài thanh gỗ củi cắt khúc để giúp quý vị hình dung ra nguyên lý hoạt động của dòng sản phẩm này. Các thanh gỗ củi trung bình sẽ có đường kính từ 7 đến 10cm với cổ nạp to rộng có thể nuốt khoảng 2 thanh gỗ cùng một lúc. Và nếu như quý vị không tin thì quý vị có thể xem qua video sau đây khi chúng tôi chạy thử băm với gỗ mảnh 5T. Từ một thanh gỗ, máy đã nuốt trọn dễ dàng và đưa ra thành phẩm dạng mảnh nhỏ. Tương tự khi cho hai thanh gỗ vào, máy cũng dễ dàng băm thái mà không hề có hiện tượng gây nặng tải hay rung lắc. Bởi trọng tải toàn bộ máy lên tới hơn 400kg, giúp máy chạy đầm êm, hạn chế tiếng ồn nên được các phân xưởng đánh giá cao. Trung bình máy băm gỗ mảnh 5T sẽ cho năng suất đạt từ 2 đến 2,5 tấn thành phẩm trên mỗi giờ làm việc. Còn máy băm gỗ mảnh 2T sẽ cho năng suất nhỏ hơn một nửa, đạt từ 1 đến 1,5 tấn trên giờ. So với máy băm gỗ mảnh 5T thì máy băm gỗ mảnh 2T được kéo tải với động cơ có công suất nhỏ hơn là 11kW. Còn gỗ mảnh 5T sẽ kéo tải với động cơ từ 15kW trở lên. Động cơ sẽ kéo truyền tải qua dây Cura tới buli của máy, khiến cho trục máy quay với tốc độ ổn định. Để ổn định vòng quay của trục máy và buồng băm được linh hoạt hơn, cũng nhờ vào nguồn điện công nghiệp 3 pha, điện tải khỏe khoắn sẽ hỗ trợ máy kéo tải và đảm bảo năng suất. Kết nối nguồn điện tải càng gần sẽ hỗ trợ cho quá trình vận hành máy càng đảm bảo an toàn và nhanh chóng. Chỉ cần một nhân công cũng đã có thể vận hành máy dễ dàng và nạp nguyên liệu vào toa nạp ngay trên thân máy. Thân cành gỗ khô sẽ đi vào từ cửa nạp. Hệ thống các đĩa đà và các dao băm sẽ băm vát thành phẩm một góc 45 độ. Tốc độ quay ổn định sẽ băm nhỏ thành phẩm bên trong buồng và đẩy ra ngoài qua cửa xả cao. Từ đó sẽ giúp cho người dùng thu gom dễ dàng. Với thành phẩm đầu ra dạng mảnh nhỏ, sẽ được ứng dụng với nhiều loại hình chế biến hay làm giá thể trồng cây, trồng nấm, làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi hoặc làm nguyên liệu để sản xuất viên gỗ nén, ván gỗ ép. Là dòng máy tự sản xuất tại Việt Nam, thích hợp với người Việt, dễ dàng sử dụng, vận hành đơn giản, bảo trì, bảo dưỡng, dễ dàng mà giá thành lại càng hợp lý với người đầu tư kinh doanh. Và như quý vị cũng đã biết, thì nguồn cung cầu răm gỗ đã tăng đáng kể từ đầu năm 2022 và Việt Nam chúng ta cũng đứng trong top 20 nước sản xuất viên gỗ nén xuất khẩu. Từ đó, chúng ta sẽ nhận thức được tầm quan trọng của việc sản xuất răm gỗ. Dù là dòng sản phẩm máy băm gỗ mảnh 2T hay máy băm gỗ mảnh 5T, thì qua video lần này, công ty Bình Quân mong rằng quý vị đã có cái nhìn khách quan hơn trong việc lựa chọn dòng máy băm gỗ phù hợp. Mọi thắc mắc về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ ngay tới số điện thoại quen thuộc đang được hiển thị phía trên màn hình để nhận tư vấn miễn phí và nhận ngay về mức giá tại xưởng sản xuất. Và nếu như quý vị thấy video hay và bổ ích, vui lòng ấn nút like hoặc nút đăng ký kênh để công ty tiếp tục sản xuất ra nhiều dòng máy kinh doanh mới nhất. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.